Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ đi ra biển đạp xe đạp nha. Hiện tại bây giờ mình đang xuống xa lộ đây, mình sẽ quay cái cảnh cho mọi người xem. Ngày hôm nay trời nắng rất là trong nên cùng nhau đi ra biển đạp xe đạp để tiếp thêm vitamin D và tăng cường sức đề kháng. Mời mọi người cùng đi với mình nha. Wow, đang trên đường đi thấy cái chiếc xe ferry cổ là đẹp cho mọi người. Bên đây là người ta phân biệt xe cổ á, là ngoài chữ B là biển số của Bỉ có chữ thêm chữ O nữa. Trời ơi đẹp thì thôi mà người ta giữ xe mới tinh. Đẹp cực kỳ. Nay cuối tuần trời nắng quá trời đông luôn. Tại bây giờ là mình đang ở Skloy, một trong những khu phố cổ của Hà Lan. Bây giờ mình qua bên chỗ đậu xe để xe đó rồi mình mang xe đạp mình chạy. Hôm nay thời tiết thì nắng nhưng mà vẫn còn rất là nhiều gió luôn. Bây giờ mình tới cái bắc kinh mình để xe thôi, ở đây mình lấy xe đạp ra, giờ mình đạp qua cái sau đó là mình sẽ đạp xe đạp từ khu phố cổ này quay ngược lại một tỉnh giàu của nước Bỉ nha mọi người, khoảng 9 cây số đó. Là mọi người thấy hôm nay trời nắng đẹp, người ta đi bộ tham quan mà người ta đi xe máy, đi xe đạp rất là nhiều. Ngoài ra là mình cũng có thể thuê tàu, thuê giống như là tàu đạp dịch ở bên mình vậy đó. Đó thấy không, cái đứa nít nó đạp nè, đó mình thăm hết cái khu trung tâm này rồi. Biển này vẫn còn đang nằm trong khu vực của nước Hà Lan thì đó, trời nắng nè, người ta xuống dưới biển người ta dựng lều, người ta phơi nắng đó mọi người, tại vì tranh thủ một năm trời nắng cũng ít lắm, mà thường có nhiều vụ như hôm nay nắng nhưng mà vẫn lạnh nha, gió rất là nhiều đó, người ta tranh thủ ngày hôm nay mà nắng vậy thì người ta phơi nắng hết sẵn rồi chơi trên biển, cho mấy đứa nhỏ đó nó chơi trên biển luôn, rất là sạch sẽ luôn. Đăng ký nhà màu trắng kia là mình phải thuê á, để có nhiều người ta thuê cái nhà đó để người ta thay đồ ấy này kia đó. Còn khu kia rồi này bên ăn uống thì là những cái nguyên vị và tấm. Rồi khu để xe đạp này phải không? Ở xe đạp ở đây là có xe đạp của người ta mang theo hoặc là xe đạp của mấy cái nhà du lịch đó, người ta cho mình mướn đó, rồi mình trả tiền.
Thì nếu mà mình không có xe đạp thì mình chạy ra đây mình muốn xe đạp á thì chắc là mua được đó, đủ loại xe đạp cho mình muốn luôn, đủ kích thước luôn á. Giờ hiện tại là phía bên này là vẫn thuộc về của nước Hà Lan nha mọi người. Còn đằng đây nè, chuẩn bị mình quay camera tới đây là khu vực đó là cảng của nước Bỉ. Đó, ghê không? Đứng một bên thôi mà hai nước luôn. Mấy khu á là người ta cắm mình dặm lên nữa, người ta đang trồng lại cỏ đó, ngát trắng mà. Nhìn ngát của nó cũng giống như mà mình né mình hả, đẹp lắm. Mọi người, thì mình gần ngay đây á, mình thấy ở khu vực này như nó có một cái câu chuyện lịch sử của người ta, Jasnus the Mansion Rander đó. Ai mà muốn biết về câu chuyện lịch sử này của thế kỷ 17 á thì mọi người lên Wikipedia mọi người đọc ha. Giờ mình chỉ quay sơ sơ hình ảnh là mọi người xem. Giống như bên mình thì có qua tờ bức tịch sơ đó, thì bên đây người ta có những cái hình tượng gì nè. Đó này như rút tiền vô cho nó lịch sử. Ông Janus này là một người
chơi trống ở trong quân đội đó mọi người. Giống như vùng cướp biển vùng Caribbean. Thôi mà nhìn mấy cái hình này người ta làm đẹp lắm luôn nha. Trang trí đẹp luôn. À, tới đây. Đây, nhìn giống trong phim ma không? Bộ xương, bộ xương. Bộ xương, bộ xương. Bây giờ trên đường đi về mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!